Câu 2, mẹ con bị sảy thai một lần, mẹ con có đi triệu người âm về đó, thầy thì thấy bảo đó là người nữ. Mẹ con có làm bát hương để nhà, và nhà có chuyện gì đó thì thấy có một con bướm màu sặc sỡ, và mẹ con bảo đó là chị con về. Điều đó có đúng không ạ? Mong thầy giúp giải đáp cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Có trường hợp đó xảy ra. Trên thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra. Thì cái trường hợp này cũng có thể Phật tử này, bé này muốn kiểm tra đó có phải là chị của bé này thật không, thì bé này nên phát nguyện gì? Ăn chay 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng một ngày 3 thời, sáng, chiều và tối, và chỉ cầu Phật Bồ Tát để gia trì cho, bảo nếu mà đúng mà chị con mất chưa được siêu thoát đọa làm kiếp súc sinh cho thân con bướm như thế, thì nguyện cho con tụng kinh 21 ngày, thì chị con được gì? Thoát kiếp súc sinh, thoát khỏi thân bướm, không phải là bướm nữa. Thì từ đó trở đi Phật tử không thấy còn, nhà có việc, có dỗ, có chạp hay có bất cứ việc gì, không thấy con bướm sặc sỡ quen thuộc đó bay về nhà mình đậu trên bát hương vân vân đó nữa, thì có nghĩa đồng nghĩa là gì? Đó chính là chị của con, và chị của con gì? Đã được đi siêu thoát về cảnh giới tốt hơn rồi, không làm thân súc sinh, làm thân con bướm nữa. Thì con muốn hỏi là đó có phải là thật hay không, thì con nên phát nguyện chỉ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như thế, như thầy nói đó, thì sẽ trả lời được thôi. Còn nếu mà gì sau 21 ngày hoặc sau 49 ngày, thậm chí sau qua 100 ngày cho là tối đa 100 ngày con nhất tâm tụng niệm hồi hướng như vậy, mà con bướm đó vẫn bay về, thì đó không phải là chị con, đấy chỉ là ma quỷ giả dạ là người thân để gì? Để cầu cái sự gì? Cúng bái trong nhà con, để ăn hương ăn hoa, ăn bằng gì? Bằng mắt thấy sắc, mũi ngửi mùi ở trong những cái đồ mang cúng của nhà con mà thôi. Thì trường hợp đó cần phải gì? Sớm gặp các vị thầy để họ tư vấn cho một thêm, để mình cũng giáo hóa hoặc là tống khứ những cái kẻ mà lợi dụng đó ra khỏi nhà mình. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà